Xin mến chào các bạn, hoan nghênh các bạn trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình sẽ trở lại với vườn hoa nhà. Thì hôm nay đã được 39 ngày tuổi các bạn. Thì mình sẽ đến đây để chia sẻ các bạn theo cái dõi cái vườn hoa phát triển như thế nào nha. Bây giờ mời các bạn cùng mình theo dõi. Đây các bạn, đây là vườn hoa nhà được 39 ngày tuổi các bạn. Sau khi lên chậu rồi bây giờ được 39 ngày tuổi, phát triển rất là tốt các bạn. Thì hôm nay Trân dự định là vô chân cho cây vạn thọ luôn các bạn, đi vô đây nè. Thì hôm nay làm kiểm thì bắt đầu vô luôn các bạn. Thì chuẩn bị phân vô chậu, bây giờ cha đang ở sau sóc cho nó ra từng hàng như nè các bạn, cho nó phát triển tốt cây á. Bây giờ mình tách hàng ra, thì bây giờ hai ngày nay thì lo sắp chậu ra cho nó thẳng hàng nặng như cho cây nó phát triển tốt các bạn. Đây, bây giờ mình ra mình đi một vòng cho các bạn xem. Cha bà đang là ở sau đang sắp ra những cái cây cho nó tốt rồi các bạn. Đây vạn thọ, cái này là ra chuẩn tết luôn các bạn ơi. Thì bây giờ chuẩn bị vô chân cho vạn thọ rồi sau đó là bắt đầu ngắt đột làm đợt hai các bạn. Đây những cái bông này nó ra bị lớn rồi, chuẩn bị ngắt cho đợt hai là bữa khoảng 6-5 thì ngắt các bạn, là chuẩn tết luôn các bạn. Đây, bây giờ cha đang ở sào đang sắp cho tiền chậu cho nó thẳng hàng các bạn. Bây giờ đang canh dây, bạn nhìn thấy những cây hoa vạn thọ này rất là phát triển tốt các bạn ơi, nó hai giống các bạn. Đây, bây giờ đang sắp ra cây cho nó thẳng hàng để cho nó bung. Đây, bây giờ coi là thấp nữa các bạn. Bây giờ ban đất ra cho nó bằng, mà bằng cái khu vực đó rồi bắt đầu mới sắp cái chậu ra đó các bạn. Sắp này cũng 2 ngày đó các bạn ơi, mới được bao nhiêu. Cái này mình sắp ra cho nó bung ra tàn không cha? Đây, bây giờ có ủa mấy cái chậu đó là mình ngắt luôn hả cha? Chứ không có phải canh tới ngày hả? Cái giống đó là ngắt nụ luôn. Đó là mình nghỉ. Rồi trước này là mùng 5 mình ngắt hả? Cái giống đó là giống ngắt nụ hả cha? Vậy là nó trồng này có nhiều 2-3 loại giống. Mà chiều cao nó có tất 8 hả? Cái chân bạn thực tại được. Cái bông đó là cái bông giống như con bốm phải không cha? À, các bạn bây giờ hiện bây giờ đang sắp ra cho nó thưa thưa ra. Để chiều cao có tấn 8 à. Sắp. Nó nhỏ ra nụ hết trơn. Nhỏ nó ra không dài, ngắt nó hoài. Giờ ngắt tới gầm mình mới nghỉ hả cha? Bữa nay nó ra lắm nữa rồi. Cái tủ nó còn chưa có héo nữa nè, nó ra nữa. Con này qua nhanh. Đây các bạn nhìn thấy là hôm trước thì ương và để sắp như vậy là để cho nó dễ tưới nước các bạn. Bây giờ cây bắt đầu tới ngày để mà cho nó phát triển về cái tàn cái tán thì mình phải bung ra các bạn, phải bung chia ra. Bây giờ thì bây giờ nó khít quá thì cái tàn cái tán của nó không có được bung đều, bây giờ mình phải dời nó ra. Như cái cây này thì các bạn thấy nó cũng lên rồi nè, bông luôn nè, thấy không? Bây giờ chưa tới ngày thì mình cứ ngắt nó bỏ các bạn. Cái này nè, bông là cái giống này phải ngắt nụ nó bỏ. Cây này nó ra bông nó bự nè cha. Rồi bây giờ
thì cha đang dời những cái chậu bồng chia ra thành hàng như các bạn, để cho nó bung cái tàn cho nó đẹp. Nè, kéo dây nè, cho nó thẳng. Nó bây giờ chia ra đó, dễ tưới nước. Ủa đợt này là mình tưới nước là nó có bông là mình tưới dưới chân nữa hả cha? Tưới gốc mà, có bông là tưới gốc. Bây giờ hiện giờ mình còn phun dưới trên lá được phải không? Chừng nào tới bông mình mới nghỉ. Bông nhỏ nhỏ mình cũng tưới trên đại luôn hả? Chừng nào bông bự mình mới tưới dưới phải không? Rồi, đây. Chân cho dòng họ các bạn. Hôm nay thì 39 ngày tuổi. Thì qua dòng họ này 39 ngày tuổi các bạn. Và chuẩn bị vô phần cho dòng họ các bạn. Đây là cái chấu trộn với cái phân cơm đó các bạn, để vô chân cho cái dòng họ. Bây giờ sau khi mà cha sẽ sắp bông cho nó ra đều rồi bắt đầu vô chân đó các bạn, bắt đầu thì chắc chiều nay không kịp thì chắc khoảng là mai bắt đầu vô chân cho dòng nhận thọ, là qua nhận thọ được 39 ngày tuổi các bạn. Đây là những cái cho chấu và trộn với phân cơm rồi để này trộn cho nó đều rồi bắt đầu vô chân cho cây nhận thọ để cho nó đủ cái chất dinh dưỡng để mà nó phát triển cho cây. Các bạn nhìn thấy vườn hoa. Thấy bây giờ nó phát triển rất là tốt luôn các bạn. Còn ở đây thì tùy người bón theo nhiều cái loại phân khác nhau. Ở đây thì ở nhà vườn nhà thì cha sẽ tư bón vào cho nó là cái phân ba màu đó các bạn. Hôm trước thì những cái video trước mình cũng có để lên các bạn, thì có một số bạn hỏi mình bón phân gì cho bông nhãn thọ, thì tùy theo mỗi người đó các bạn. Thì ở đây ở nhà cha sẽ bón cho nhãn thọ là cây phân ba màu để mình đến để mình chia sẻ cho các bạn thấy. Cây phân ba màu là mình đến cửa hàng vật tư nông nghiệp đó các bạn. Các bạn mua phân ba màu thì người ta biết phân DAP đó các bạn. Còn một số nhà vườn thì người ta xài phân của bên cây kiểm, nó mắc hơn. Đây cái này ở nhà thì bón phân ba màu không các bạn, không có xài UG, nếu các bạn xài UG lên thì nó sẽ không chỗ đâu nha. Bây giờ dùng để bón cho dòng họ nhà đó các bạn. Sang nở cũng giàu phải không? Phải. Rồi bây giờ xin cảm ơn cô chú và anh chị các bạn cùng theo dõi mình về cái vườn hoa dạng thọ 39 ngày tuổi của nhà chồng. Bây giờ xin tạm dừng video tại đây. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị và các bạn vào những video kế tiếp của mình. Bye bye. Hẹn gặp lại lần sau trong những video của mình.